Wow, cái nón đẹp thế. Rồi con mặc quần cho bạn đi. Đang ở trường. Rồi con lấy quần mặc cho bạn đi. Đang ở trường luôn. Rồi đang ở trường đó. Đang ở trường. Đang ở trường mà. Cái quần xinh lên đúng rồi. Quần cho đụng cái áo ấy không? Lòi cái chân của bạn ra. Hả? Lòi cái chân của bạn ra. Này cái chân của bạn ra đâu? Chị nịch cho bạn hả con? Ừ. À. Hai Đúng nực luôn. rồi. Hai cái nón luôn. Rồi Nè. con làm gì nữa? Không Con. mang dài cho bạn hả? Hả? Không mang dài cho bạn sao? Kiếm dài mang cho bạn đi. Cái gì vậy? Cái gì vậy mẹ? Mẹ nghĩ là cái bao tay á. Cái bao tay cho bạn, con muốn bao tay không? Ừ, vậy con gửi ra con bao tay cho bạn đi. Bao tay cho bạn rồi đó. Đẹp rồi đó. Đó là mặc áo rồi đó con. Đó là mặc áo rồi đó. Rồi con tìm quần cho bạn đi. Bạn không mặc áo được. Không mặc áo được hả? Con mặc áo cho bạn á phải không? À rồi. Rồi con tìm quần cho bạn đi. Quần màu vàng luôn hả? Con có muốn phối với quần màu khác không? Con không mua khói quần màu khác đâu. Đẹp rồi đó. Nhờ cho bạn tóc nữa. Tóc mommy đó hả? Đó của mommy.
is a mommy. It's a mommy. Mommy. Tóc vàng rồi quần vàng áo vàng luôn hả? Rồi cho mommy mang giày đi con.